Cho nên thật sự với các vị, chúng ta tu hành để trắc nghiệm được sự giải thoát của mình hay không là hãy trắc nghiệm trong cuộc sống tương đối này. Đừng có nói đẹp mà tôi giải thoát có nghĩa là mai này tôi chết, hay là sau này tôi chết tôi về thiên đàng, tôi về niết bàn, tôi về cực lạc, lúc đó tôi mới giải thoát được. Thực tế này các vị có biết được, các vị có về hay không, các vị có được hay không, các vị cảm thấy rằng suy xét lại chính mình hãy còn như thế nào là các vị biết được hả? Hãy nhận diện ra được những cái đối duyên xúc cảm trước cuộc đời của mình là vậy hả? Trong một hoàn cảnh của cuộc sống các vị đã hiểu được rồi. Và khi các vị tu tập, các vị tự trắc nghiệm mình trong cuộc sống tập thể như thế này, trong một gia đình của mình, tất cả những điều đó giúp cho các vị một sự trắc nghiệm mà không cần phải hỏi bất cứ một vị thiền sư nào, chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Cho nên có một câu chuyện để kể rằng có một vị này được gọi là đạo cao đức trọng, coi như tu hành rất là thuần khiết, và tiếng thơm của vị tu hành này là bay đến kinh thành, ảnh hưởng đến nhà vua, cũng nghe những lời đồn đãi về thanh danh của vị này rất là tốt, cho nên thầm kính phục. Thì một hôm, cái vị này sống rất là đơn giản, đời sống của vị này chỉ có hai chiếc chăn cũ rách mà thôi, với một cái muỗng dùa để xin ăn thôi. Mà những người sống như vậy là người ta cứ cảm thấy rằng đó là những người sống mà khổ hạnh quá hay rồi. Và đạo đức, chính cuộc đời đơn giản của vị đó đã làm nên một cái hình ảnh đạo đức quá tốt. Và một hôm, đích thân vị vua này muốn một lần được đến thăm viếng vị tu sĩ mà người ta cảm thấy như một người ẩn cư tu hành đạo cao đức trọng này. Thì khi vị vua tiếp kiến trước một cuộc sống quá đơn giản của một vị tu hành như vậy, thì vị vua cũng sanh ngưỡng mộ và kính trọng. Và hôm đó trong cuộc đàm đạo, thì vị thầy này mới nói ra các pháp vô thường, khổ, vô ngã, đủ tứ điều, những đời sống ràng buộc vật chất là khổ đau vân vân, để chỉ ra cho vị vua này cái phương thức để quán chiếu tu tập và giải thoát. Thì vị vua này nghe một cách say mê như vậy, và đang lúc ngồi tư duy quán chiếu về phương thức giải thoát và những điều mà vị thầy này nói, thì một tên ngự lâm quân chạy vào báo với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, tại kinh thành có binh biến. Thì vì nếu trước kia vị vua này nghe được câu đó, vị vua này sẽ rất hối hả, lo lắng và phải tìm cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà vì giác ngộ được những cái lời của một vị thầy này nói, cho nên trong lòng cảm thấy đang suy tư quán chiếu, và vị vua mới nói với cái ngự lâm quân rằng: hãy để yên cho ta tư duy về chánh pháp. Thì cái vị thiền sư nghe nói binh biến tới kinh thành, thì ông mới nhớ chực lại là hồi sáng này ông có phơi cái tấm chăn ở hàng rào của cổng kinh thành á. Thì ông mới nghĩ, ông nói là chết rồi, nếu binh biến lên là cháy tiêu cái tấm chăn của tôi còn gì. Ông nghĩ trong đầu như vậy. Cho nên lúc đó đang tiếp kiến với đức vua, rồi cái tự nhiên đang nói một cách bình thường như vậy, cái những tiếng nói bắt đầu chậm lại, rời rạc, và cuối cùng đang nghĩ rằng: thôi tâu bệ hạ, ngài hãy về kinh thành để giải quyết vấn đề, để cho tôi đi lượm cái tấm chăn. Thì ngài chỉ sợ rằng khi binh biến tới cái tấm chăn bị cháy. Qua cái câu đó chúng ta thấy gì? Đó là một câu chuyện thôi, như một câu chuyện khôi hài, nhưng để thấy rằng những điều mà chúng ta đã từ bỏ để được tiếng thơm, chúng ta cảm thấy làm được, nhưng cái đó bỏ có điều kiện, mà điều kiện này nó rất thầm kín trong con người của chúng ta. Để khi rằng tới còn cuối cùng trong cuộc đời này là một tấm chăn, là một dạng đồ bỏ đó. Tấm chăn này rách cũ đó, một đồ bỏ đó. Nhưng mà khi nghe được những điều đó, giật mình cảm thấy rằng nếu để điều đó xảy ra mà mình không kịp đi đến lấy thì tấm chăn mình sẽ bị cháy đi. Các vị thấy chưa? Để xác định được rằng giải thoát ở chỗ đó. Như vậy vị này có thể từ bỏ được tất cả, nhưng mà còn ràng buộc bởi tấm chăn này thì làm sao gọi là giải thoát được? Còn ràng buộc tấm chăn đó. Như vậy người này có thể bỏ hết cuộc đời, sự nghiệp, sự sản, và được sự khen tặng của tất cả mọi người, và ông rất hài lòng rằng chính cuộc đời này ông làm được những điều như vậy để mọi người khen tặng và ngưỡng mộ. Như vậy mình không nhận diện ra rằng thầm kín trong lòng mình vẫn còn cái tham chấp một cái cách vi tế như vậy. Nếu tấm chăn này còn như vậy thì không thể giải thoát được.
Suy tư như vậy không đưa đến giải thoát được. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Sự thực nó là như vậy mà. Cho nên các vị thấy rằng có những nhà khổ hạnh làm được rất nhiều điều rất tốt. Có những người ứng dụng phương pháp để khổ hạnh từ ăn mặc, mọi thứ cho đến xung quanh mình. Nhưng mà cuộc đời người đó giải thoát chưa? Đó là một vấn đề quan trọng, là một dấu hỏi chúng ta cần phải nghĩ. Nếu đó là một con đường đưa đến giải thoát thì Đức Phật chúng ta đã giải thoát và thành đạo khi Ngài khổ hạnh, chứ không thể Ngài cho đó là một cái phương thức mà cực đoan cần phải từ bỏ. Cho nên một điều khổ hạnh ai cũng có thể làm. Làm để chi? Làm để được sự khen tặng và kính ngưỡng của người khác. Như vậy ở đây vẫn còn sự cột trói bởi sự kính tặng và khen tặng này. Nếu không có sự khen tặng này, người này có can đảm làm điều này hay không? Giống như một em bé, nó không đủ can đảm để uống chén thuốc đắng. Nhưng mà mình nói sao? Mình người lớn mình hiểu biết, mình nói sao? Con giỏi hả con? Con tôi ngoan lắm mà. Uống đi con, chén thuốc này uống vô. Trời ơi con tôi ngoan, coi kìa. Coi con tôi uống kìa. Mà nó làm sao? Đắng muốn chết nhưng mà má nói những câu này nghe đã quá mà. Nhăn mặt uống kìa. Uống mà nhăn mặt. Có phải vậy không? Cho nên ở đây chấp nhận chén thuốc đắng là vì lời khen này. Cho nên có những người chấp nhận cuộc sống khổ hạnh cũng chỉ vì tiếng khen. Nhưng mà giải thoát hay chưa mới là quan trọng. Trong đây phải để ý rất là rõ ràng. Chúng ta phải phân tích rằng ý niệm này trong từng bước. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cột trói, chúng ta thấy có những người trong đời sống hôn nhân, vợ hoặc chồng đày đọa chúng ta rất đau khổ. Chúng ta ra đường chúng ta chửi bới đủ thứ điều. Chúng ta gặp bạn bè chúng ta nói đủ hết tất cả. Nhưng tại sao chúng ta không đủ can đảm để chối bỏ? Bởi vì chúng ta có một sự cột trói thầm lặng nào đó mà chúng ta chưa đủ can đảm để dứt khoát điều đó. Mặc dù chúng ta chửi rất nhiều, nhưng mà chửi với cái miệng để bào chữa, để chứng tỏ một cái điều gì đó. Nhưng trong lòng chúng ta chửi càng nhiều thì thương càng đậm. Cái đó là như vậy. Thành ra ở đây con người chúng ta phần lớn là hay tự lừa dối mình trong những cái điều đó. Thành ra tại sao không dứt khoát và cắt đứt những ràng buộc như vậy? Cho nên tôi nói có một số người nói rất là hay. Thấy cái hoàn cảnh của người ta, tôi như bà hay là tôi như ông hả? Tôi bỏ 8 kiếp rồi, giỏi lắm. Nè, tới mình đi, tôi bỏ không? Có những người dám mà khi giận lên còn nói mà, tao mà ở lại với mày là trời đánh tao đi. Nhưng mà cuối cùng trời có đánh ông nào đâu. Xin thưa các vị, cái gì nó cột trói mình vậy? Và thật ra mình phải nhận chân điều đó. Lúc sân quá, giận quá, bất mãn quá, tức quá, mình nói ra những lời đó cho nó hả đi những cái bản ngã mà mình bị ép uổng thôi. Còn thầm lặng trong con người của mình vẫn còn nguyên si những ý niệm phiền não, những cái tập khí phiền não là điều không thể khác hơn được. Cho nên tất cả những chúng ta dễ bị đánh lừa bởi những cái điều như vậy. Và những người tu tập của chúng ta cũng hay bị đánh lừa bởi những cái điều như thế này. Chúng ta cứ cho những cái nhu cầu của cuộc sống chúng ta cho nó là phương tiện. Hai chữ phương tiện chúng ta kẹp vô cái chúng ta có quyền xài bất cứ một thứ gì mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang phục vụ cho sự tham vọng của mình. Có những người phương tiện thật sự, tôi không dám nói. Thật sự đúng nghĩa có những người trên cuộc đời này sống tất cả những nhu cầu như một phương tiện. Nhưng mà có những người không phải vì phương tiện. Những người lợi dụng hai chữ phương tiện. Như vậy, một đời sống mà chúng ta thấy rằng cái gì vượt quá phương tiện là cái gì? Cái nào làm chúng ta ảnh hưởng và hạn chế và ràng buộc để làm chúng ta con đường giải thoát bị ngăn ngại, thì cái đó chúng ta phải xem không còn là phương tiện nữa đó. Các vị nên nhớ như vậy. Và tôi còn từng nói trong một số bài giảng, tôi nói như thế này: nếu tất cả chúng ta có một nhu cầu tiện nghi quá đầy đủ từ đời sống cá nhân của các vị có quyền, các vị tự làm ra được đồng tiền, các vị có quyền tận hưởng, nhưng các vị cũng phải để ý. Còn cái này tôi muốn nói là những người nào nếu là tu, đời hay đạo cùng phát tâm tu, mà nếu những điều kiện tiện nghi quá đầy đủ thì cái đầu này sẽ không thể phát sanh trí tuệ được. Càng nhu cầu chừng nào đầy đủ chừng nào thì trí tuệ càng giảm dần chừng đó, nghị lực càng giảm dần chừng đó, cái khả năng phát sinh về trí tuệ sẽ thiểu đi. Tất cả chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, tôi nói ra những điều này để chúng ta thấy rằng tất cả mọi điều đó
nó như một cái sự thầm lặng trong người chúng ta thôi, một sự rất là vô tư mà chúng ta không nhận ra được. Cho nên có một câu chuyện, đó là tôi đọc trong quyển Thư Hư Lục của cô Thủy đó, là câu chuyện là đạo sĩ Amay, để chúng ta thấy được rằng đâu là phương tiện. Và chính cái chỗ mà chúng ta lợi dụng hai chữ phương tiện, nó làm ngăn ngại cho chúng ta trên con đường giải thoát mà chúng ta không bao giờ nhận chân được, chúng ta không bao giờ cảm thấy được ha. Đây là một cái câu chuyện chúng ta thấy rằng dí dỏm mà rất là hay. Xin thưa các vị, câu chuyện đạo sĩ Amay là như vậy. Một nhà đạo sĩ sống rất là đơn giản thanh bần nơi một ngọn núi nọ, và ngài cảm thấy rằng ngài hai bữa với những bữa cơm rau cháo rất là bình thường giản dị, và để cho một cuộc đời thanh tu của mình. Nhưng mà ngài rất phiền bởi mấy con chuột, cho nên vì mấy con chuột nó gặm nhấm đủ thứ, nó phá phấy đủ thứ, nó ăn đủ thứ, nó làm phiền phức ngài đủ thứ. Cho nên ngài nghĩ rằng những cái con chuột này nó làm phiền ngài trong lúc công phu tu tập quá, cho nên ngài mới giải quyết các cái lũ chuột này. Vì vậy ngài mới nghĩ ra rằng cái cách để giải quyết những lũ chuột này duy nhất là gì? Tức là phải có con mèo. Cho nên ngài phải đi xin con mèo về để giải quyết mấy cái lũ chuột phiền phức này. Khi xin con mèo về, ngài phải huấn luyện rằng con mèo chỉ được quyền dọa con chuột thôi, để cho nó chạy thôi chứ không có được quyền ăn. Con mèo cũng phải chai lạc giống như ngài vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà đem con mèo về thì chuột rất nhiều đó, nhưng mà con mèo chỉ dọ thôi, đâu được quyền ăn. Thế cho nên con mèo vẫn đói sơ xác và ăn rau cháo như ngài. Cho nên con mèo biết rồi đó, ngài còn da bọc xương không à. Nếu mà ngài nữa nó yếu nữa, nó dọ chuột, chuột còn không sợ. Lúc đó ngài mới nói như thế đấy này, thôi bây giờ thì tội nghiệp mèo quá, thôi giờ để xin sữa về cho nó uống. Ngài phải đi xuống dưới làng xóm dân gian đó, ngài xin từng miếng sữa về để cho con mèo uống được bồi dưỡng dưỡng sức. Thì lúc đó ngài nghĩ, hằng ngày mà đi xuống dưới mà để xin sữa về cho mèo hoài, mất thời gian công phu tu tập quá, thôi xin con bò sữa về luôn cho rồi đi, để mà nó nặng sữa cho con mèo uống đủ rồi. Thì lúc đó con bò sữa được đem về. Khi con bò phải làm sao? Phải có người chăn cắt cỏ cho nó, chứ không lẽ tự nhiên được vậy sao? Nếu mà không có người chăn, không có người chăn cỏ, thì con bèo bò này nó sẽ đi phá làng phá xóm của người ta. Buộc lòng người phải đi xuống dưới tìm một anh nhóc nào đó đi về đây để làm một cái người chăn bò. Anh này chăn bò thời gian, anh cũng là người lớn lên, cũng cần có những cái gì đó, nhất là trong tình yêu của mình, chẳng lẽ vậy sao? Thì rồi cuối cùng dời đến một người để rồi kết hôn. Rồi cuối cùng gì? Từ một con chuột nó sanh con mèo, mèo nó có con bò, bò có anh chàng chăn, bây giờ có anh chàng chăn rồi có thêm sợi tóc cột chân, rồi có một cái gia đình, rồi đẩy nguyên một cái làng trù phú xung quanh chùa luôn. Như vậy từ một Amay đơn giản cuộc đời thanh tu, bây giờ trở nên một làng trù phú ồn ào, có đầy đủ mèo chó, con đàn ông đàn bà và trẻ con, phải không? Câu chuyện đó cho chúng ta một cái điều gì? Chúng ta tự biến những cái phương tiện, cái này phương tiện, cái này phương tiện, cái này phương tiện, cuối cùng chúng ta chết trong phương tiện đó. Những cái chúng ta từng cho nó là phương tiện, nó sẽ cột trói chúng ta trong từng ngày một cách rất vô tình. Đời là như vậy. Cho nên ở đây khi học tu, các vị phải biết rằng sự giải thoát của con người không cần phải đợi người khác chứng minh hay là nhìn ngó gì cả. Không cần phải người khác khen tặng mình giải thoát là mình giải thoát. Người khác nói mình sa đọa là mình sa đọa. Mình cứ nhận ra được mình có giải thoát hay không, đây là điều vô cùng quan trọng. Và tự mỗi một con người chúng ta tự trắc nghiệm được chính lòng mình chỗ này. Mọi việc trong cuộc đời là như thế. Có những đau khổ chúng ta không thể dứt ra được, không thể từ bỏ được, là các vị chưa nhận ra được cái mấu chốt của nó. Cho nên nếu các vị thầm kín nhận ra được những mấu chốt của đau khổ, các vị sẽ có tự tin và vững chãi trong cuộc đời này. Tất cả trong cuộc đời này nó là như vậy. Chúng ta là một thể trạng con người trong một cuộc đời tương đối. Tất cả những sự phức tạp đều xảy ra xung quanh cuộc đời chúng ta. Như một người có thể vượt qua được, một người không vượt qua được, ở chỗ suy nghĩ, lý trí, tư duy tích cực của mỗi con người.
Đó là cái kiểu tu khôn ngoan đó các vị. Tôi chưa biết rằng một ngày nào đó các vị có thể trở nên một vị thành Phật hay là trở nên thần thánh gì hay không, tôi chưa biết được. Nhưng mà trước mắt các vị tự làm cho mình có an lạc để gỡ bớt những sự cột trói này, để bớt có tiếng than từ cõi lòng cho đến tiếng than bên ngoài là quá giỏi rồi. Cho nên chúng ta có thể trắc nghiệm được điều này là sự thật đó. Ai muốn mình được giải thoát hay không? Giải thoát từ cấp độ tiền bạc, sự sản, danh thơm, tiếng tốt, lợi dưỡng, ái tình, bia rượu cho tất cả mọi thứ. Và giải thoát cuối cùng của nó là những giải thoát cao siêu. Đây là một cái điều chúng ta nên để ý. Thành ra ở đây chúng ta có khả năng để trắc nghiệm được mình tất cả mọi thứ các vị. Vì vậy cho nên ở đây các vị thấy, để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này, để chúng ta thấy rằng chúng ta là những người như thế nào, tự cho những phương tiện để tự lừa mình trong điều này điều khác. Thật sự cái lừa này nó không mang tính cách vi phạm cái gì hết, nhưng mà chúng ta tự từng bước, chúng ta tự cột trói mình. Như là một cái vị thiền sư mà nãy tôi kể là ở Amay vậy đó. Từ một cái nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ, và tất cả những cái nhỏ đó nó đẩy chúng ta xa rời sự giải thoát hồi nào không hay, để chúng ta bị một sự cột trói âm thầm nào mà chúng ta không hay. Đó là câu chuyện mà chiếc cùm ngọc. Người nào có được nghe tôi giảng trong cái bài giảng là Ân Đức Đàn Na, tôi có nêu một cái câu chuyện này. Đó là một cô công chúa bị quân địch bắt và đem nhốt công chúa này vào trong một cái hang và còng cô nàng bằng một cái chiếc còng bằng sắt. Vì vậy cho nên cô này phẫn uất, khó chịu, tức tối và la làng la sớm tối ngày và chửi bới đủ thứ điều. Tức là giống như là sự làm cho cô như vậy khó chịu và đau khổ. Thì bên phía địch đó có một cái nhà cũng thông thái, ông này cho một ý kiến rất là hay. Nếu muốn cô công chúa này yên lặng, không có quậy phá, không có này kia kia nọ nữa, thì hãy đem cổ về nhốt vào trong một cái nhà sơn son tiếp vàng và còng cho cổ lại. Thay vì còng cái còng bằng sắt, bây giờ còng cho cổ một cái còng bằng vàng hay là cái còng bằng ngọc là yên chí. Thật sự mọi người làm y như vậy. Tất cả mọi người lấy cổ, đem cổ ra khỏi hang, trong hang đá, và đưa cổ về nó một cái căn nhà sơn son tiếp vàng và tiếp tục cùm cổ bằng những cái gọng cùm bằng vàng hoặc là bằng ngọc. Khi cùm lại xong cái cổ sao? Nín thinh, không có chửi nữa. Từ đó về sau cụ an phận với cái những chiếc cùm bằng ngọc và hoặc bằng vàng. Chúng ta thấy cái điều gì? Xin thưa các vị, giá trị của chiếc cùm hay là tác dụng của cái cùm, nó không phải là ngọc hay là vàng hay là gỗ hay là sắt, có phải không? Cái tác dụng của nó ở chỗ là nó cột trói mình, quan trọng là chỗ này. Nhưng mà vậy á, lấy cái cùm sắt cột mình thì mình la làng, mà lấy cái cùm bằng ngọc cột mình cái mình yên phận hờ cười khoái, phải vậy không? Chúng ta là như vậy. Nhẫn cỏ đưa đến liền ra ngoài sân, đưa nhẫn vàng đến cười hề hề, phải không? Xin thưa các vị, nó là vậy đó. Chúng ta có thể chối bỏ những cái điều nó cùng có một giá trị cột chối như nhau, nhưng mà chúng ta cứ hài lòng với những điều mà chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Chính chỗ đó mà Đức Phật chúng ta, cái cuộc đi tu của Đức Phật, người ta dệt lại thành một cái phần kệ mà trong cái quyển gọi là Thoát Ngục Vàng. Ngục này bằng vàng. Cái ngục mà giam cầm đời của Đức Phật là vợ đẹp, con ngoan, tài sản, nhà cửa, kinh thành, quyền lực, mọi thứ có trong ta như vậy. Cái ngục này không phải dễ bỏ, cái ngục này không phải dễ thoát. Một cái ngục mà ở trong đó hành hạ đêm ngày thì dễ thoát à, còn cái ngục này khó thoát vô cùng. Mà Đức Phật đã bằng trí tuệ quán chiếu của một người giác ngộ tự chứng được, để tự hiểu được điều đó, để thoát mình ra khỏi sự ràng buộc đó. Người ta gọi cái cuộc thoát đó gọi là Thoát Ngục Vàng. Đây là điều quan trọng vô cùng. Như vậy nhìn cô công chúa, cô công chúa là đại diện cho chúng ta. Chúng ta từ bỏ, từ chối những điều này để chúng ta chấp nhận những điều kia, nó cột trói và làm đau khổ hơn mà chúng ta không hiểu. Giá trị nó ở chỗ là nó cột trói mình, chứ nó không phải nó giá trị ngay cái chỗ là cái đó bằng ngọc, bằng vàng hay là bằng gỗ.
Tôi xin cho các vị một thí dụ. Các vị có từng bao giờ bị bụi rơi vào mắt chưa? Nếu các vị bị bụi rơi vào mắt, các vị cảm thấy thế nào? Sốn. Nhưng mà cái đó là hạt bụi. Nếu bây giờ một cái mạt vàng rơi vào mắt, các vị cảm thấy sao? Sao? Sốn dữ nữa hả? Rồi bây giờ mạt kim cương rơi vào mắt rồi sao? Vậy đó hả? Chứ không phải là mạt bụi rơi vào mắt, tôi tìm cách, tôi rụi, tôi lấy ra. Bây giờ mạt kim cương, mạt vàng rơi vào mắt, quý quá tôi chụp lại. Phải vậy không? Thông thường chúng ta vậy. Chúng ta cứ cho cái gì rơi vào mắt mình à, nó không quý cho nên chúng ta bỏ. Còn cái gì quý chúng ta giữ. Thật ra cái việc đó đó, nó không quan trọng ở chỗ cái mạt đó là mạt vàng, mạt sắt, hay là cục bụi, hay là mạt kim cương. Mà cái nào làm sốn mắt chúng ta là chúng ta phải lấy ra cho khỏi mới được. Đây là cái việc thật ra là quan trọng. Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy rằng sự giải thoát là phải nhận chân được cái gì làm chúng ta đau khổ là chúng ta giải quyết cái đó. Chứ không phải là cái cùm mà bằng gỗ thì chúng ta la làng, mà tới cùm bằng vàng chúng ta im lặng. Chúng ta là như vậy. Chúng ta cứ đổi chọn mình bằng cách này mà chúng ta cột chối hết cái hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác bằng cái là cái này ngon hơn. Chỉ một ý niệm ngon hơn mà không biết được gì trong đó là chúng ta chịu chết suốt cuộc đời. Hay bị đánh lừa bằng những cái điều này. Cho nên người tu phải chánh niệm, quán sát, phải để ý thấy rõ. Chúng ta có thể xa lời được những cái điều mà thế gian cho đó là những cái vật dục của thế gian. Chúng ta từ bỏ được những cái thu thiển của cuộc đời, tài sắc, ngũ dục, danh thơm, tiếng tốt gì đó. Nhưng mà trái lại chúng ta sẽ ôm với những cái danh thơm về đạo. Chúng ta ăn chay là chúng ta từ bỏ được những cái điều mà để người ta gọi là ăn mặn là tạo nghiệp thế này thế kia. Bây giờ ăn chay để được danh thơm là ăn chay giỏi. Tất cả những cái đó được cái gì? Giá trị ý nghĩa không phải từ những điều đó. Từ bỏ những cái điều mà chúng ta gọi là thế gian để chúng ta ôm những cái mà chúng ta gọi là cái xuất thế. Chúng ta từ bỏ những sự tranh đấu, những sự tranh đua của cuộc đời. Chúng ta cho nó là ô trọng, cho nó là sân si, cho nó là nhiễm trước. Bây giờ chúng ta ôm cái danh của đạo để chúng ta tranh đấu. Chúng ta nói là chánh pháp, chắc chưa? Chúng ta từ bỏ những cái cùm bằng gỗ để chúng ta ôm một cái cùm bằng ngọc đó. Chúng ta đang từ bỏ những hạt cát mà chúng ta ôm những cái bạc vàng trong con mắt mà đôi khi chúng ta đâu có nhận ra. Người tu chúng ta là cảm thấy rằng tất cả mọi thứ này, cái nào làm sốn mắt là tôi bỏ, cái nào có khả năng cột trói tôi là tôi bỏ, nó giàu là mang với một cái danh nghĩa nào. Cho nên ngài Phù Dung Quốc Sư, ngài có nói một câu rất hay, đó là ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, là chỗ này. Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa là thấy tất cả những thinh sắc phù hoa như thế này, thấy trước mắt nhưng mà như là trên đá mà như trồng hoa vậy, làm sao phát triển được. Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, nhìn thấy danh lợi như là hạt xoải, như là hạt bụi, như là cái gì đó rơi vào trong mắt. Tất cả những con người như vậy, tất cả danh đời, danh đạo đều là danh. Cái mang cái nghĩa của danh đạo thì cũng là một thứ cột trói không khác. Cũng giống như là thay vì cái cục sạn nó gớt vào trong mắt, bây giờ cục kim cương gớt vào trong mắt, bụm lại giữ lại. Cái nghĩa đó là cái nghĩa hư con mắt của mình. Vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Vì vậy, cho nên quan niệm giải thoát trong nhà đạo, giải thoát ở đây nó có một ý nghĩa rất là thâm thúy, cao siêu. Chúng ta đừng có quan niệm một con người tu tập giải thoát là trở nên gỗ đá trơ lì, bất động trên cuộc đời này, ngồi như ông Phật, ngồi thiền như vậy đó, chúng ta mới cho là giải thoát. Ai hiểu như vậy là sai lầm. Chúng ta cứ cho một ông thầy tối ngày ăn chay niệm Phật, ngồi thiền, và gặp chúng ta lúc nào cũng gầm gầm mặt xuống đi, nhiễm chủi vậy nè, mới là giải thoát. Như vậy mới là chân tu. Các vị cứ quan niệm như vậy. Một nhà tu hành phải ăn thiệt là khổ hạnh, ăn mè, ăn chuối, ăn cơm rồi như vậy mới là tu. Ăn mặc phải rách rưới lang thang như một cái người hành khất, đó mới là những bậc tu. Và chính cái chỗ các vị không nhìn được thâm thúy cái chỗ tu vậy, cho nên các vị bị những người làm hình thức này đánh lừa chúng ta, để cuối cùng chúng ta ngỡ ngàng, để chúng ta thất vọng đủ thứ điều. Giá trị của chân tu nó không nằm ở trong cái đó.
Giá trị chân tu không phải nằm trong một cái điều bữa ăn khổ hạnh. Giá trị của chân tu không phải là nằm ở trong một cái người phải ăn mặc rách rưới lang thang. Giá trị chân tu không phải là người này lúc nào gặp chúng ta cũng phải ghì cái mặt như thế này, chỉ biết niệm chuỗi thôi, ai hỏi gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bằng tăng tu hành không biết gì hết. Các vị nghĩ như vậy đó mình là những bậc chân tu giải thoát chắc không? Cho nên xin thưa các vị, cái chuyện mà tu học để được giải thoát nó không lệ thuộc vào những điều này. Điều đó chỉ phản ánh được một phần nếu người đó thật sự là có chân tu, để tự đưa mình đến một cái cuộc sống đơn giản, chứ không mang cái nghĩa là tạo cuộc sống đơn giản để cho người khác biết nghĩ mình là chân tu. Hai cái này khác nhau. Vì vậy cho nên mình nhìn nhận một người tu là như thế nào, giá trị ý nghĩa đóng góp vào cuộc đời của người đó là cái gì, đó mới là quan trọng. Người tu để làm được gì lợi ích cho chúng sinh, người tu để làm được gì lợi ích cho cuộc đời này, người đó dấn thân vào đạo để làm gì. Chứ chúng ta đừng có quan niệm như một người tu là không được thế này, không được thế kia. Không phải như vậy. Tất cả những cái này không có cái gì để đem đến tội lỗi hết. Cho nên ở đây tôi mong các vị suy nghĩ và nhìn nhận sự giải thoát ở góc độ sâu thẳm. Chúng ta đừng nghĩ là tu là đến độ giải thoát, hay là chân tu có nghĩa là nhìn không biết gì, nhìn như một sự bất động. Ai hiểu như vậy là lầm các vị. Một sự lầm đáng tiếc luôn á. Cho nên có những người ăn á, tu hành không biết sao, nhưng mà ăn á, hỏi thầy ăn ngon dở, tu mà ngon hay dở gì, phải không? Cái hỏi thầy người này đẹp xấu, tu mà đẹp xấu gì đó. Đưa hoa hậu với người á, cùi đến cái bên hỏi thầy hai người này thế nào, tôi thấy trước mắt như nhau. Thầy ăn ớt cay không, tu làm gì biết cay, thôi ăn ớt suốt đời đi ông nội. Hỏi ăn đường hả ngọt không, không, tu mà không có còn phân biệt ngon là cái mặt ngọn gì, tất cả những cái đó. Gờ lửa biết nóng không, không, vậy nhảy lửa sống đi. Gờ nước đá lạnh không, không, tu hành là cái cảm giác này là bình đẳng. Tất cả những cái đó tôi nói đó là một lời lừa dối chứ không phải là tu hành. Có con mắt để làm gì, có cảm xúc để làm gì? Tu mà không biết đẹp xấu như vậy là trở nên là con người đầu óc có vấn đề rồi đó, chứ không phải là chuyện lúc đó là chân tu đâu. Tu là phải biết đẹp xấu, tôi biết cái này là hoa màu đỏ, tôi biết cái này mặt bằng màu trắng, tôi biết này là hoa hậu đẹp, tôi biết cái này là người này xấu không đẹp bằng, vân vân. Biết cái sao không biết? Tôi ăn ớt tôi biết cay, tôi ăn đường tôi biết ngọt, tôi đụng nước đá tôi biết lạnh, tôi đụng lửa tôi biết nóng. Tại sao tu hành tới đột độ mà không biết gì hết? Cái gì kỳ vậy? Ông là gỗ đá à? Xin thưa các vị, ai mà nói giải thoát kiểu đó là nói dối. Không bao giờ có giải thoát như vậy. Cái con mắt là phải thấy, đối tượng của mắt là sắc. Nhìn đàn ông đàn bà như nhau, không biết ai đàn ông không biết ai đàn bà, có chuyện đó à? Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà chỉ có một điều, nhìn thấy đẹp không tham đắm, nhìn thấy xấu không ghét bỏ, không hất hủi, nhìn thấy đẹp không chiếm hữu, không đeo đuổi, ăn một món ăn ngon biết ngon nhưng mà không có khát cầu để tìm cách để có được, ăn một món ăn dở không chê bai, không ái ố, không chỉ trích, không bất mãn. Tất cả những cái đó là những con người giải thoát bằng cách là tự tại giữa những điều đó đó. Cho nên người ta mới nói một câu là giải thoát là tự do trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Đó là chỗ này. Chứ tại sao mà cô không biết gì hết? Các vị thấy Đức Phật biết đẹp xấu không? Sao không biết được? Tất cả chúng ta có mắt thì để nhìn, có tai để nghe, có lưỡi để nếm. Tất cả những cảm xúc này chúng ta có quyền biết, nhưng mà biết với thái độ nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên Tổ Huệ Năng dạy một câu rất là hay: sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Đây là chỗ này. Tôi xài hết, tôi biết hết, ngon dở tôi biết hết, tôi biết phân biệt hết, nhưng tôi không khởi tưởng về nó, tức là tôi không đặt vấn đề đam mê lôi kéo
tích lũy, tham đắm, ghét bỏ, thù hằn. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải là một con người mà nói rằng tu một thời gian giải thoát có nghĩa là không biết gì hết. Không biết ớt cay, không biết nước đá lạnh, không biết đường ngọt, không biết đẹp xấu, không biết cái này. Ai nói như vậy tôi không bao giờ đồng ý được. Và sự thật là không thể nào có gì, trừ ra đuôi mới không thấy thôi, trừ ra điếc mới không nghe thôi. Tất cả chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây sự tu hành, suy tư về vấn đề tu học, chúng ta thấy rằng chấp nhận một sự thật, nhìn nhận một sự thật và cảm nhận một sự thật. Một sự thật giữa một con người bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim, tất cả những điều này. Anh có được thần thánh quá hay không, là anh trở nên một con người vĩ đại hay không, từ những cái mà anh có như người ta mà anh vượt qua được tất cả. Chứ không phải là anh là một con người mình đồng da sắc gì hết. Tất cả những cái đó, đó là những điều rất là bình thường như vậy chứ. Cho nên có một câu cái chuyện thiền mà kể rất là hay mà tôi thấy như thế này. Đó là một cái ông đạo sĩ này tu tập để thể nhập với đấng Phạm Thiên. Ông đạo sĩ này đã từng nhịn đói khổ hạnh, ngồi yên bất động để được thể nhập với đấng Phạm Thiên. Thì một hôm thiên sứ từ trên trời bái xuống mới gặp cái ông này tu như vậy, hỏi này đạo sĩ, ông tu để làm gì vậy? Thì ông này nói là tôi tu như thế này để tôi được thể nhập với đấng Phạm Thiên. Thì ông này mới suy nghĩ rằng đấng Phạm Thiên trong đi đứng ăn uống ngồi nằm của ông lúc nào mà không có sự thể nhập của đấng Phạm Thiên trong đó. Ông ngồi về ông biến cái đấng Phạm Thiên trở thành bất động như ông à. Đó là một câu chuyện thiền rất là thâm thúy. Ông này tính nhịn đói để ngồi bất động như thế này, để nghĩ rằng sự bất động này, nhịn đói này, sự chịu đựng này, để nó có một sự thần thánh nào đó để thể nhập vào đấng Phạm Thiên. Xin thưa các vị, cái điều đó là một điều quan tưởng. Điều đó mà điều những nhà khổ hạnh đã từng ước mơ, chịu đựng tất cả những sự hành hạ trên cuộc đời này, để rồi sau khi chết được về thiên đàng, được về trời gì đó. Tất cả những cái đó Đức Phật cho đó là một cái lối tu mù quáng, đó là một dạng cực đoan mà không bao giờ đưa đến con người giải thoát được. Cho nên có những người ăn chay, cố công mà ăn chay. Ăn cái cách nào? Ăn cho hung, ăn với muối xả, muối ớt, để nghĩ rằng có được sự thần thánh trong cái ăn này, để mai này tôi chết tôi được về với Phật. Hay là tôi ăn cái này, mai này tôi nói ra kinh, ra điển à. Hay là tôi ăn với muối này sẽ tốt hơn được những cái người mà ăn với tàu hũ à. Xin thưa các vị, hiểu vậy là lầm. Trong đạo Phật không có mấy chuyện đó. Cho nên có câu chuyện này tôi hay kể và tôi nói các vị nghe. Có bà đó thấy mấy ông thầy ăn bánh mì, bà nói ăn chay mà ăn bánh mì. Cái hỏi sao vậy? Bà nói bánh mì có trứng. Cái hỏi thấy ăn nước tương, bà nói ăn chay mà ăn nước tương. Hỏi sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. Lúc đó tôi cũng hơi giá lên rồi. Tôi hỏi vậy cái bà ăn chay bà ăn với cái gì? Bà nói tôi ăn chay toàn với muối. Hỏi bà ăn được bao lâu? Nó mỗi năm tôi ăn ngay ngày mùng 1 Tết á. Các vị coi đã không? Bà cứ tưởng tượng rằng ăn chay với muối bà sẽ ngon hơn những người khác. Tôi nói thật, bà ăn với muối cái kiểu đó bà còn thua những cái người mà ăn chay tháng 2 ngày nữa. Xin thưa các vị, đừng có nói như vậy. Các vị ăn với muối để được cái gì? Nếu các vị thực tập quan niệm về ăn với muối để được một ngày nào đó còn xương với da trên cuộc đời này á, làm gì có giải thoát trong đó. Để gọi là các vị nghĩ ăn chay cho sạch miệng, ăn chay để thần thánh quá, thì các vị nghĩ như vậy con bò con trâu nó thần thánh quá hơn các vị nhiều, vì cả đời của nó là ăn cỏ. Cho nên các vị đừng có quan niệm giải thoát bằng những cái điều như vậy. Đó không phải là giải thoát, mà chúng ta đang ràng buộc bởi những sự hiểu lầm, bởi những sự cầu danh, bởi những cái gì đó mà chúng ta không nhận ra được. Ồ, cái này là quan trọng lắm à. Cho nên tu tập để đem đến một sự an lạc, giải thoát thảnh thơi là một điều đó. Tự chúng ta tự biết được rằng mình giải thoát được bao nhiêu phần trăm giữa cuộc đời này, giữa những sự ràng buộc, giữa những điều bất như ý, giữa những điều khổ đau trong cuộc đời này. Tự mình trắc nghiệm được mình, không cần ai trắc nghiệm giùm cả. Cho nên tu học là như vậy.
Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa, các vị thấy cái câu gì? Khi Đức Phật bảo ngài A Nan hãy đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đang bị đọa trong địa ngục, bởi vì cái tội mà làm thân Phật chảy máu và làm nhiều cái điều mà nghịch lý khác đó, bị tới cái tội đọa địa ngục. Thì lúc đó, xin lỗi, không biết ngài A Nan hay là vị Bồ Tát nào đó, thì xuống thăm Đề Bà Đạt Đa hỏi rằng ngài ở trong địa ngục có cảm thấy yên ổn, có cảm thấy an lành không, có cảm thấy khó chịu không, có cảm thấy đau khổ không? Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa trả lời câu sao? Ai đọc kinh Pháp Hoa trả lời câu xuất sắc coi, thưởng liền, có không? Đó là cái câu mà ngài Đề Bà Đạt Đa trả lời rằng tôi mặc dầu thân đang đọa trong địa ngục nhưng mà cuộc sống thảnh thơi an lạc như ở cõi Tam Thiền. Xuất sắc là chỗ này. Cho nên các vị nào sống giữa trần ai như thế này mà thưa thầy, con là ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử, thường tu phạm hạnh, ngon lành, thấy không? Ti sử cư gia là ti sống ở trong nhà cửa nhưng mà không dính dáng với ba cõi này. Thị hữu thê tử, thường tu phạm hạnh, mặc dầu có vợ có con như vậy nhưng bản thân con là người tu phạm hạnh, ngon lành. Nếu giữa cuộc đời này các vị được như vậy là giải thoát nhất luôn á, tuyệt vời luôn á. Cho nên xin thưa các vị phải nhìn nhận lại được sự giải thoát là hãy tự mặc định và tu tập chính mình. Mình thấy cái nào cần phải loại trừ ra khỏi con người, cần phải loại trừ ra khỏi tâm này, vì cái này làm đau khổ cho mình, cho người thân, cho con, cho vợ, cho chồng, cho một xã hội, thì hãy tự làm chủ mình để vượt ra, để giải thoát ra khỏi sự cối cột của nó. Đừng nô lệ những điều này để mình đau khổ cho mình trong một đời này và nhiều đời sau nữa. Chúng ta đừng nô lệ quá nhiều với sự khen chê của những người khác để làm cho mình phải bận lòng và khổ tâm với những điều không đáng. Có những người người ta nói mình già cái tự nhiên buồn, có những người nói mình xấu cái tự nhiên mình buồn. Bây giờ người ta nói mình đẹp mà mình đang như vậy, mình có đẹp hơn không? Rồi mình đang như vậy người ta nói xấu, mình xấu hơn không? Chỉ có mình buồn mình mới xấu hơn á, có phải không? Người ta nói xấu mình cười hà hà cái tự nhiên đẹp lên. Làm thử đi. Cho nên các vị cứ bị nô lệ bởi những cái đó không à. Đâu phải vì những điều người ta nói mà mình trở nên như vậy. Bởi vì mình bị đánh lừa. Bởi vì những người muốn dụ mình, muốn hại mình, là muốn làm gì mình đó, đánh lừa, khen bậy, khen bạ gì cái mình mất phương hướng đó. Tại sao lại là như vậy? Cho nên chúng ta bị cột trói trong một cái hình thái này, trong một hình thái khác. Nó là những cái sợi dây vô tình để ràng buộc cuộc đời chúng ta đau khổ từ một đời đến nhiều đời. Tất cả những ý niệm đó, nếu ai có sự tu tập nhận diện ra được những điều này, là tự chúng ta đã giải thoát ra khỏi sự cột trói của tất cả mọi hình danh sắc tướng. Và như vậy, từ một sự giải thoát tương đối là những mối tương quan, là những nhu cầu đơn giản trong cuộc đời, đến giải thoát tuyệt đối có nghĩa là nhận ra được nguyên nhân đau khổ của luân hồi sanh tử ràng buộc mà vượt ra khỏi tam giới. Nền tảng của sự giải thoát này nó bắt đầu từ những cái mà các vị từng thực tập trong những phương thức đơn giản. Tôi giải thoát ra khỏi tôi từng miếng ăn mà tôi từng đam mê. Tôi giải thoát từng trái ớt mà tôi cảm thấy rằng không có, tôi không ăn được. Tôi giải thoát ra từng những cái này cái kia. Tôi giải thoát ra được những sự tham chấp đồng tiền, những sự đam mê, những sự tham vọng, những sự lẫn tiếc. Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết san sẻ với ai, bây giờ tôi muốn giải thoát từ từ, tôi biết san sẻ, bố thí, chia sẻ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ dấn rượu một ngày nào, bây giờ tôi cảm thấy bị cột trói trong đó, tôi cần phải giải thoát ra được những sự ràng buộc của nó. Từ những cái đơn giản như vậy để tất cả chúng ta trở nên một cái con người muốn quyết định giải thoát sau này cao siêu hơn. Muốn giải thoát cao siêu thì phải thoát bằng những cái thực tế đơn giản như vậy. Đừng tìm cầu giải thoát ở trên cái đỉnh cao mà tự thân của chúng ta không có giải thoát một chút nào. Chúng ta có thể nói một lời giải thoát rất dễ, nhưng mà bản thân và cuộc đời chúng ta có hành được những cái điều đó bao nhiêu phần trăm hay không mới là quan trọng. Và điều đó muốn biết được mình đã thành công tu học được hay không bao nhiêu điều, thì tất cả mọi người chúng ta tự trắc nghiệm lấy chính mình, không ai trắc nghiệm được cho mình điều đó cả. Cho nên ngài Thiền Tâm, ngài có nói một câu: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Nếu chúng ta có thể nói các phương pháp giải thoát
Chúng ta có thể lý giải tất cả mọi điều trên cuộc đời mà bản thân chúng ta chưa làm được, tự thân của con người chúng ta bị ràng buộc trong tất cả những cái đó, thì làm sao chúng ta có giải thoát? Giải thoát không phải bằng cái miệng mà nói. Chúng ta có thể nói suốt đời bằng cái gì giải thoát, nhưng mà tự thân chúng ta chưa hành thì chúng ta cũng không giải thoát được. Vậy ở đây, nỗi đau khổ trên cuộc đời này xuất phát từ cái sự tham chấp và tự ràng buộc của chúng ta. Tự mình cột trói lấy chính mình. Và các vị tự cột trói thì các vị hãy tự mở lấy. Lời Phật chỉ là một phương thức để giúp cho các vị, như một công thức để mở cái điều này thôi. Lời Phật giống như một lời hướng dẫn để giúp chúng ta giải mã về điều này thôi. Còn mở được hay không là tự thân mỗi con người của mình ứng dụng được những điều gì. Đây là điều các vị nên nhớ. Chứ không phải rằng Đức Phật mở giùm chúng ta. Các vị có thể lại Phật từ năm này sang năm khác. Chắc gì có thể mở Đức Phật mở được cho các vị. Mà tự thân rằng cầu chư Phật gia hộ để con đầy đủ tâm lực, trí lực, để con dũng mãnh, để con can đảm, để con có thể bỏ được những điều này. Đây là quan trọng. Bởi vì tự thân của một phàm phu nhiều nghiệp chướng, nhiều phiền não. Muốn bỏ một cái cố tật, muốn bỏ một cái phiền não, muốn bỏ một cái sân si, không phải là chuyện dễ. Vì vậy cầu chư Phật gia hộ cho nên mình có một cái tâm lực vững mạnh để mình can đảm dứt bỏ những cái điều này, để mình được an lạc hơn. Bỏ một phần phiền não là chúng ta được một phần hạnh phúc và an lạc. Mong rằng tất cả các vị nghe qua những cái bài giảng này, tôi chỉ chia sẻ với các vị một vài ý niệm như một phương thức nhận định để tu tập. Tu tập giữa cuộc đời thường, giữa cuộc đời càng nhiều càng sự mê hoặc của sự cám dỗ của cuộc đời. Tiền nong mọi thứ, tiền bạc, rượu chè, vật chất, sắc dục, ái tình, bài bạc, tất cả những thứ đó càng ngày nó tạo ra những cái mà càng tinh vi để làm cho chúng ta phải thất điên bát đạo. Muốn cuộc đời chúng ta được bình an giữa cuộc đời này không có nghĩa là gom hết tất cả vào trong mình để chúng ta được sành điệu, là chúng ta cảm thấy rằng là mình là người giải thoát. Không đâu. Càng gom nhiều chừng nào càng đau khổ với những cái thứ này chừng đó. Bởi vì chúng ta đang càng siết mình mà chúng ta không phải hay. Phải như vậy. Tự mỗi người tự ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho mình. Tự mình để cởi mở những sự cột trói cho mình. Mong rằng tất cả các vị học và tu theo Phật Pháp nhận định được, để những gì ràng buộc chúng ta trở nên nghẹt thở và đau khổ giữa cuộc đời hối hả này, thì chúng ta tự giải quyết lấy, để có được sự bình an tương đối trong cuộc đời vốn nhiều đau khổ và phức tạp này. Chúc tất cả các vị những ngày cuối tuần sắp tới được an vui hạnh phúc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian còn lại thì tôi muốn chia sẻ với các vị trong những cái pháp đàm. Nếu trong cái nội dung của bài giảng hôm nay mà các vị cảm thấy cần phải chia sẻ những ý gì mà khi các vị nghe Phật Pháp, thì các vị cứ nêu lên. Ở đây chúng tôi sẽ tùy nghi trao đổi với các vị trong vấn đề học tu và theo khả năng hiểu biết của chúng tôi. A Di Đà Phật. Thì thôi, coi như là cái buổi giảng đến đây coi như là chấm dứt. Một lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe, và cảm ơn ban tổ chức cũng như các vị dành nhiều thời giờ quý báu để tạo ra có một cái buổi nói chuyện như thế này. Xin chân thành cảm ơn các vị. Chúc sức khỏe và chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị được thân an tâm khỏe, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy và kính thưa tất cả các bác anh chị, trong tất cả bố thí bố thí pháp là điều cao quý nhất, và nhiều điều này tối nay đã được chứng minh đồng hồ. Qua hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta được lãnh hội bài pháp rất là sâu sắc của thầy Phước Biến, với một bài diễn giảng có khả năng thuyết phục mạnh qua những ngôn từ rất phong phú, và được dẫn chứng bằng những câu chuyện và những thơ văn vân vân. Thì tôi tin chắc rằng những lời pháp của thầy đã như là một cái ngọn đèn sáng soi rọi bóng đêm trong tâm của chúng ta, đã như một cơn mưa rào làm tưới mát lại cái tâm khô héo của chúng ta, và chắc chắn làm cho trí tuệ của chúng ta được soi mở ra. Con xin thay mặt tất cả quý Phật tử và đồng hương có mặt tối nay xin cảm tạ công đức của thầy, và kính chúc thầy những ngày còn lại ở Adelaide cũng như sắp tới đây thầy trở lại Sydney được sức khỏe, được
con có thể có những bài pháp rất là hữu ích của thầy trên con đường tu tập. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức trước hết là cảm ơn ban kỹ thuật, các em đã cho chúng tôi một hệ thống âm thanh rất là tốt tối nay. Xin cảm ơn các chị trong ban tiếp tân và xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ đến đây để nghe pháp. Xin cảm ơn quý vị và sau đây xin mời chị có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua hơn một tiếng đồng hồ, thầy đã cho chúng con một bài pháp biểu vô cùng quý báu. Chúng con sẽ xin ghi nhớ và nghe lời thầy để ráng lo tu học cho đến hàng viên mãn và không quên cầu chúc thầy pháp thể tinh an, thân tâm thường an lạc, dị quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin kính chúc tất cả quý vị một đêm an vui và hạnh phúc và thọ pháp của thầy. Mong quý vị đi về nghiên cứu rồi ráng lo tu hành tinh tấn cho tới ngày viên mãn. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng chạy giữa mùa xuân xanh, chừng như hương bưởi, hương chanh và hương thượng Phật trong manh áo vàng. Có năm đợi nắng sương tan, hoa đào đợi gió hương bay nồng nàn. Chim non ríu rít gọi đàn, tôi còn đợi tiếng chuông vang lên trời. Theo anh qua công từ bi, qua cầu giải khổ, qua đồi Quan Âm. Theo anh từng bước thiền hành, từng hơi thở nhẹ thênh thang cõi lòng. Chùa đây một cõi bình yên, cây xanh bóng mát quanh quanh sen hồng. Lâng lâng nhìn hạt dương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân. Lâng lâng nhìn hạt sương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân. Lâng lâng nhìn hạt sương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân.